đi bước 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 ra đằng trước thấy ống kính tạt. Nó xù ngay cái mặt em luôn á. Những thành viên của Boys Love Series đầu tiên là ai? Và chàng trai đầu tiên đã xuất hiện. Hãy đi tìm một Mật Thư và các thành viên còn lại của lớp Hao. Chàng trai có vẻ ngoài phong trần này là Võ Hồng Phúc, 33 tuổi, hiện đang là chủ tiệm tạo mẫu tóc. Công việc kinh doanh bận rộn khiến anh ít có cơ hội tiếp xúc với cộng đồng LGBT. Có lẽ vì vậy mà đến giờ anh vẫn lẻ bóng. Tôi tên Võ Hồng Phúc, sinh năm 1988, hiện nay đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của tôi là làm make up hair. Tôi đến đây với mong muốn kiếm một người yêu chân tình, thật tình, biết lắng nghe. Lại một chàng trai khác xuất hiện. Nhưng anh chàng này lại được ban tổ chức hẹn đến một địa điểm khác. Đây là một con người nho nhã, yêu thích văn thơ, tên là Trần Thanh Trọng, 25 tuổi, hiện đang là chuyên viên tư vấn tài chính. Lý do ế là do quá đam mê công việc. Hello, xin chào mọi người. Mình tên là Thanh Trọng. Năm nay mình 27 tuổi. Mình quê ở An Giang. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình hơi khó, mình bắt đầu một cái mối quan hệ tình cảm mới với một ai đó. Cho nên mình nghĩ đây sẽ là một cái, có thể là một cơ hội và cũng có thể là một bước ngoặt đối với chuyện tình duyên của mình. Mình tự mở ra cho nó để mình giải phóng cái suy nghĩ của mình, để mình làm quen những cái mối quan hệ mới. Có thể nó sẽ thú vị hơn, thay vì mình cứ một mình thầm lặng và mình làm việc như là bình thường. Chương trình có 2 điểm hẹn và mỗi một điểm hẹn sẽ có 4 chàng trai. Tại sao lại có sự phân chia này? Về sau chúng ta sẽ rõ. Tới lâu chưa? Mới tới rồi bạn. Mới tới rồi. Okay. Thì các bạn. Mình lấy cái này ha. Ok ok. Lấy đi rồi đặt lên rồi. Chúc mừng bạn đã trở thành thành viên của chương trình Love House Season Boy Love. Chúc mừng bạn có chuyến trải nghiệm vui vẻ và tìm được nửa yêu thương của mình. Mình mới có 2 người. Mới có 2 người. Mình là Khanh. Cách nói chuyện nhẹ nhàng, trái ngược với vẻ ngoài cao to. Đó là Lưu Trọng Khanh, 32 tuổi, đang là quản lý một tiệm hoa. Điểm yếu của anh chàng to con này là dễ xúc động, mau nước mắt. Chào mọi người, mình là Trọng Khanh. Hiện mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của mình là quản lý shop hoa yêu thương. Thì mẫu người yêu của mình là nhỏ con hơn mình, hiểu mình và nói chung là hợp. Nói chung đó với mình là cái quan trọng hợp và hiểu. Một bạn người tới. Hello. Hello anh. Rồi, thành viên thứ ba nha. Hello anh. Bạn tên gì? Em tên Phi. Phi nha. Hài hước và có một chút bất cần, ngang tàn. Đó là Huỳnh Trương Phi, 28 tuổi. Là người mẫu, diễn viên, anh chàng được biết đến nhiều qua các chương trình của cộng đồng LGBT. Hello mọi người, mình là Trương Phi. Mình thì mình quê quán của mình thì ở Châu Đốc, An Giang, nhưng mà mình hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình thì là diễn viên tự do và người mẫu ảnh. Mẫu người lý tưởng của mình thì yêu cầu người đó hiền với dễ thương, đặc biệt là biết quan tâm mình. Tại điểm hẹn thứ hai có 2 chàng trai đến cùng một lúc. Giống nhau nè, vậy là chắc cũng tới cùng chỗ rồi. Em cũng nghĩ vậy, em thấy từ xa rồi. Ủa vậy hả? Chào anh. Anh cũng tham gia lớp hao đúng không? Đúng rồi, mình đang cầm. Ok. Vậy là cùng một chỗ. Ở mình ngồi luôn đi. Dạ rồi. Ưu tiên em trước. Ưu tiên em. Cái vali này là vali của trai thẳng. Dạ. Vali này, vali. Anh nói trai thẳng là em đập đầu thì em xin điện tại chỗ. Anh tới lâu chưa? Không, anh cũng mới tới thôi. Anh tên gì? Anh tên Trọng. Em tên Hùng. Em là Sơn. Nhớ là Sơn. Anh là cái gì Sơn? Thanh Sơn, núi xanh. Có một phong cách chững chạc và nhu mì. Nguyễn Thanh Sơn, 30 tuổi, nghệ danh là Linh Anh, được nhiều người biết đến là thành viên của đoàn Lô Tô Hương Nam. Vậy tại sao anh chàng lại chưa tìm được một nửa cho mình? Chào tất cả mọi người, mình là Sơn và biệt danh của mình là Linh Anh. Và ngày hôm nay mình rất là vui khi được tham gia chương trình Love House này. Và hiện tại thì mình đang là một biên đạo múa và là một diễn viên và một thành viên của gánh hát Lô Tô Hương Nam. Vừa qua thì mọi người biết là tình hình chung
tình hình chung là Covid và tất cả mọi công việc hầu hết nó bị đóng băng. Và nghệ thuật cũng vậy, và gánh hát Lô Tô Hương Nam cũng vậy, và công việc của mình cũng vậy. Cho nên mình rất là nhức đầu cho cái vấn đề về công việc. Thì lo về cái bản thân trước, và lo về cái công việc của mình, công việc của cá nhân trước. Cho nên quên bén đi về cái vấn đề tìm kiếm một nửa của mình. Và bây giờ thì được gọi là một phần nào đó ổn định rồi. Thì nhìn lại thì ôi tuổi cũng cao rồi, cũng phải tìm một nửa đi thôi. Mẹ thì cũng rất thích là mày thôi tìm bồ đi, chứ long ngong mà không nên. Thì bây giờ mình cũng mong là từ đó và quyết định tham gia thử lớp hao, xem mình có duyên để tìm một nửa không. Anh là cái gì? Thanh Trọng. Ôi Thanh chơi Thanh Trọng, em Mạnh Hùng. Nhìn thấy là thấy Hùng mạnh rồi đó. Rất mạnh. Phan Minh Hùng, nghệ danh là Mạnh Hùng, 22 tuổi, hiện đang là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào tất cả mọi người, mình là Mạnh Hùng, hiện tại mình đang là sinh viên, mình 22 tuổi. Mình đến với lớp hao là để tìm kiếm một nửa còn lại, có thể tìm hiểu và chia sẻ với nhau và trở thành người yêu nếu ok. Ở điểm hẹn đầu tiên, thành viên thứ tư đã xuất hiện. Ok. Không nhận ra ai không? Chào mày. Sử dụng rất là quẹ cái ta. Trời. Tự tin, năng động và hài hước, đó là phong cách của Nguyễn Duy Anh, 26 tuổi, hiện đang là chuyên viên tư vấn bảo hiểm, một anh chàng đam mê thể thao. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Duy Anh và hiện tại mình đang là một chuyên viên tư vấn bảo hiểm của tập đoàn AAA, và mình sinh năm 95, mình 26 tuổi. Cái mẫu người lý tưởng, người yêu lý tưởng của mình mà mong muốn thì mình cũng mong muốn một người mà có sở thích chung với mình là thích kinh doanh và cũng đã come out rồi, cộng với một việc nữa là mình là một người muốn có một cái tình yêu lâu dài và xây một cái gia đình nhỏ, nên là nếu mà ai có những cái tiêu chí giống như vậy thì mình cùng tìm hiểu nhé. Bé này hay thiệt, hồi vô mà gặp người quen nữa chứ cười chết nha. Em đâu quen anh đâu. Hay thiệt chứ. Em với Phi cũng có biết nhau trước đó rồi. Thì Phi là một người rất là hoạt ngôn, vui nhộn. Nhưng mà trong đặc biệt là trong ngày hôm nay, không biết sao là Phi trái ngược với những lần mà em đã gặp trước. Phi rất là chững chạc, điềm đạm và rất chi là gentleman. Rất là đàn ông. Đúng rồi đó. Chứ vô gặp quen người chết rồi. Chị vô diễn rồi. Vậy làm gì? Vậy anh làm gì? Dạ em làm chuyên viên tư vấn bảo hiểm bên AA, với lại có làm spa nữa. Dạ. Có khi nào quen với bạn của anh không đây? Giám đốc của một công ty, một cái spa rất là lớn. Chúc mừng bạn đã trở thành thành viên của chương trình lớp How Series Boys Love. Chúc bạn có chuyến trải nghiệm vui vẻ và tìm được nửa yêu thương của mình. Nhiệm vụ, hãy đi tìm Mật Thư và thành viên còn lại của lớp How. Thì trước mắt thì cứ đợi vào chương trình này là coi như là có duyên rồi, thì cứ đợi duyên tới thôi. Dạ, nhưng mà mình không tìm được nửa yêu thương, mình yêu hết 7 bạn còn lại sao? Mình yêu hết 7 bạn còn lại sao? Không kỳ nha, cũng rất xung nha. Chỗ à. Không mà em nghĩ vậy. Tìm có 2 ngăn thôi chứ. Giống như trong phim á, một á là ba đứa đi tìm chết chung. Còn hai gì em? Còn ba đứa túa ra đi tìm thì chết từng đứa. Thôi phim kinh dị hơi nhiều quá em ơi. Tính của em thì thích cái kiểu gì nó cũng tập thể. Vậy mình đi chung đi ha. Hai đứa em hợp hơn. Là phải tìm Mật Thư trước đúng không? Thôi giờ mình đi vòng vòng đi. Trong khu vực này, không ừ. Chia ra tìm đi nha. Ôi mới gặp nhau mà đã có nhiệm vụ xài rồi ha. Được quá vậy. Sơn ơi em mở nắp cống này lên em coi. Sơn ơi em mở nắp cống này lên em coi có dưới không. Với cái thân thể của em và với của anh thì em nghĩ anh hợp lý hơn. Ôi mọi người ơi, giờ mới thấy là cái áo với lại cái bức thư của em nó rất là trùng màu đó. Thì nó trùng màu đẹp á chứ. Vì dưới nắp cống có không ta? Ủa phải không trời? Ê có chữ nè, chữ nè. Có chữ nè. A D đúng không? D A D bằng 3 hả? L cái là chữ L. Chữ L à. Mở bảng chữ cái lên. 3 4 8 10 12 16 18 với 22. Không bây giờ anh chỉ biết là xác nhận là có phải là cái tờ này nó có liên quan tới cái chương trình của mình hay không thôi. Em nghĩ hay là ai đánh rơi ở đây rồi tự nhiên mình tự em suy diễn. Em nghĩ là phải có chứ. Em nghĩ là phải có tại vì tự nhiên một cái tờ giấy trắng anh nhìn nè. Nó không có cái gì hết mà nó lại có đúng một luôn. Hàng này luôn à. Nghệ thuật sắp đặt. Nó có đúng một hàng này luôn. Mà nãy giờ mình đi qua nó nhiều lần lắm rồi.
À, có bút luôn, không bút luôn hả? Ờ, không có đem. Có kỳ không chị, có ngờ. Chị kẻ chứng mày. Có. Có. Ừ, lấy viết luôn. Chị kẻ chứng mày có nha. Từ cho em mượn. Kỳ chứng mày có. Số không mà chứ không có. Kỳ kỳ không, chị không, chị không có đốt gì hết. Chữ ba là chữ cờ đi. Hay là bổ não cho mấy đứa mà chưa thì ăn sáng. Thì có sáng sớm nhức đầu á. Thôi mình ngồi xuống đi. Ờ. Ê, ngồi chỗ mát chứ chi nắng vậy. Thôi mình lại cái để ghế ngồi. Mới sáng sớm vô mà nổ não thiệt nha. Quá chú tâm vào việc giải mã, ba chàng không nhận ra còn một mật thư khác nằm trên cây. Đây mới đúng là mật thư mà chương trình đã giấu 30 phút trước. Tại điểm hẹn đầu tiên, bốn chàng trai cũng đã bắt đầu đi tìm mật thư. Tôi đảo nè. Trời ơi, mới sáng. Mới sáng chơi đi. Hay chưa? Ê, dạ. Hay dở chưa? Ủa sao hay quá vậy? Mình chuyên nghiệp rồi. Wow. Dạ, em sẽ lên. Từ từ, đợi, đợi, đợi. Đây, em sẽ giúp anh. Ôi, hay quá vậy. Chết rồi. Thôi không sao đâu, vẫn đọc được. Là cái này nó một cái hay là hình như chia phe sao á, bốn người bên này xong bốn người bên kia sao anh? Tim, mai, dâm bụt. Các bạn sẽ ở chung phòng với nhau trong 2 ngày. Bây giờ mình là tim nhiều hai dâm bụt hả? Mai dâm bụt. Ok. Đúng rồi. Ủa tại sao bốn người này chung tim? Nó phải thuộc là top. Đúng rồi. Ai là ai, ai là cái gì? Đúng rồi. Cái này là một cái căn nhà A đồng với căn nhà B đúng không? Mình cần phải nói điều này đâu. Hả? Nói cái gì đâu bình thường. Không, mình cứ bình không, mình cứ nói bình thường. Dễ tính, dễ tính, dễ tính, dễ tính, dễ tính gì? Đừng giấu, đừng giấu. Dễ tính sao? Có khó khăn gì? Không nói được ông ta, không nói được ông chương trình. Không nói được không? Nói nghe nè, mấy anh đang giấu, mình đoán không đáng. Anh đoán thử đi. Anh nghĩ đi, tới đây rồi chắc top hết. Ê, mà khoan nha. Mình đây có một cặp cặp đôi bí ẩn nữa. Không, không, không có Trần Phi với Duy Anh. Ủa anh dạ. Xấu lắm hả em? Ê, em nói. Ê, tại nãy gì? Quen đó. Oh. Kiss me. Yes, you kiss him. I'm not. Yeah. You. No. What is this show? Love House. Ooh. Yeah. Gay version. Gay? Yeah. So, are you gay? No. Oh. But I sorry. Cái thằng bé này. Thằng bà đáo để. Ờ dạ, dạ anh hỏi. Hỏi ông cái cứng họng luôn. Dạ anh về trước đi. Về trước đi em. Về anh về trước đi. Trước luôn cũng được. Ờ em về trước cũng được. They tell me. Yes. Các bạn tìm ăn của em đó. Go to home together. À đúng rồi. And wife, wife and two children. Sao vậy? Sao nói em về trước vậy? Tìm được rồi. Em kiếm được rồi. Oh. No. Thanks, have a good day. Tôi tưởng nó quen anh à. Trời ơi, tự nhiên đó. Đúng là người quen. Em tưởng là người của chương trình. Cũng ngẩn ngơ, anh cũng không biết nữa. Được rồi. Sao vậy? Vì anh về sớm. Đi từ ngày đầu tiên. Thôi, em muốn ở lại. Em muốn ở lại với mấy anh. À, vui muốn mà. Ở lại để coi như thế nào đúng không? Để xem anh Phúc là gì. Giới tính có thay đổi theo thời gian okay. Không? Thôi, bây giờ mình đón đi. Dạ đón đi đúng không? Dạ anh đoán đi. Dạ anh. Khánh dạ. Đón vợ. Cái gì? Vơ. 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 Center. Center. Còn anh đoán là cái gì? Anh thôi nha, còn mắt của anh thôi nha. Nếu như anh, nếu như mà anh giải thích thì lên phường. Nếu anh thì anh thấy là vợ. Ý anh giống như là cái kiểu mà cái kiểu được che chở. Vậy hả? Nếu cần được che chở. Nè. Em mong manh vậy sao? Không, không, còn cái vấn đề bên trong mình không tính nha. Bạn ấn tượng nhất là bạn Duy Anh. Tại vì cái hoạt ngôn của bạn rất là ok. Mình thích bạn đó. Theo về mặt cảm xúc thôi. Bạn đó có cái cỡ người tạng cỡ mình. Hợp với cái nhìn đầu tiên trước. Còn cái bên trong thì mình có thể cởi mở hơn. Mình sẽ tìm hiểu bằng đó nhiều hơn nữa. Theo anh đoán em lễ gì? Theo anh nhìn á. Rành quá rồi. Vậy là anh cũng biết á. Cái gì? Nhìn tao cũng biết hả? Nhìn mới là anh biết đúng không? Nói vậy là hiểu rồi đó. Em mắc cười quá đó, tới khung đèn nhìn cười. Nếu mà là em đón nha, em không có quan trọng vấn đề mà tới với boss nha. Ừ, anh biết tại sao? Cảm xúc. Đúng rồi, quan trọng là mình có cảm xúc, mình yêu thiệt thôi chứ không. Sao không cần. Sao mấy anh này thích đừng có thích quá vậy? Vấn đề. Hay giải thích quá vậy? Giải thích lên phần. Thì vậy anh nói nghe boss nha.
Giác thì... hạt nô thôi, giác hạt nô thôi. Thôi, em không giải thích giác nô vậy chưa, không giải thích nói cũng giống như mà nói với anh Phúc đó, giải thích thì lên Phượng. Thôi bây giờ mình đi tìm những thành viên còn lại nha. Rồi đi, okay, okay. Đi thôi. Nặng quá. Đi tìm các bông hoa còn lại. Đi tìm những bông hoa cúc. Ở nhóm bên này, ba chàng trai vẫn đang loay hoay với tờ mật thư trên trời rơi xuống. Nào hay là mình đánh toilet ta? Toilet là đã để anh L nó cũng vẫn cũng không ra. Thật ra là đầu tiên á, khi mà nhặt được cái tờ giấy đó là em đã đặt một cái câu hỏi cho hai bạn rồi, là không biết là cái tờ giấy này có thật sự là thuộc về chương trình hay không, hay là một cái tờ giấy ai đi ngang bỏ ra, tại vì nó không có một cái phạm trù nào mà mình có thể tìm ra được, ngay cả đánh chữ Talet, Vini hay là tìm một cái bảng chữ cái nào đó giống như bạn Hùng tìm á thì vẫn không ra. Là em cũng đặt một câu hỏi đó hai lần và các bạn nói đây là mật thư nè, và thì thôi ok, mình nói là mình không có kinh nghiệm trong cái việc này để cho hai bạn cầu cơ tiếp. Em còn không biết cái ngồi cái này là vết ố hay là cái gì vậy ta? Hello mấy bạn. Hello. 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 Đây nè. Mình là team dâm bụt. Trời ơi. Dâm bụt. Thật bất ngờ khi Phi lại gặp thêm một người quen nữa. Nói thật mắt nhỏ là anh em cũng đã biết nhau ở ngoài rồi, cũng là bạn bè ở ngoài rồi, và không ngờ gặp nhau ở trong chương trình. Gặp lại Sơn thì cảm xúc của Phi hiện tại lúc này thì là rất là vui, tại vì hai đứa biết nhau cũng đã lâu rồi. Là hai đứa cùng quê, nhà của Sơn với nhà Phi thì cách nhau chỉ có một con sông thôi. Sơn ở bên kia sông, còn mình ở bên đây sông. Mà có ba bạn hả? Dạ, có ba bạn. Có ba bạn. Dạ. Nãy giờ ngồi đang giỏi giải toán cái đáp. Nãy giờ đang giải mật thư hả? Chương trình kêu là giải mật thư để tìm bên các bạn. Bên này rất là dễ. Dễ hả? À, cái này là em kiếm đó hả? Dạ. Nhưng mà cũng chưa chắc là cái này là cái của chương trình đưa ra nữa. Hay là ba mình đưa ra là tờ giấy đàng hoàng. Cái miếng xấu như vậy. Hay là ba đứa mình nhận ra. Cái miếng giấy gì xấu không phải là không phải đâu. Ở đâu của mấy đứa học sinh đó ông ơi. Phải không? Phải vậy. Không để chương trình cái này. Phải đưa cái tờ giấy. Cái mật thư chung đó y chi vậy nè. Không phải. Trời ơi. Trời ơi thiệt á. Mới nãy là cố gắng dồn hết tất cả nết na vô trong, chứ không thôi là thường ngày ở ngoài là xé nát cái đó không còn một mảnh giấy rồi. Tiền phụ mình có được gì không? Su su nó cho em một đống đồ ăn luôn cho nên bé cứ tìm đi. Các ta tìm đi. Vậy là nhóm Hoa Dâm Bụt liền tỏa ra tìm kiếm mật thư phụ các bạn nhóm còn lại. Em đang cay cái vụ giữa cái dùng thư quá nè. Cái này là hồi nãy là Sơn dắt mình nè. Sơn ơi, ban tổ chức cài em vô đúng không? No, không có nha. Em không hề biết gì nha. Tại vì nãy em lợi đó, em gặp cái con kỳ nhông, cái đầu óc em nó quảng hết rồi. Em rất là sợ những cái con gì liên quan. Không, thường yeah. Yes. Wow. Ghê thiệt, có thấy tôi vừa đi lại, tôi thấy tôi giờ đi lại nó giật công chưa anh? Đúng rồi, yeah. Đúng, em thấy. Ghê thiệt. Cơ hội để dành về người khác rồi anh à. Ba Cúc sẽ ở chung với nhau trong 2 ngày. Rồi cái này trả cho em nè. Ủa mà tại sao ở đây mình không thấy vậy? Ủa anh, mới nãy là cái tờ giấy nằm ở đây. Đúng rồi. Em ơi, chương trình mà em. Chương trình mà. Ủa làm sao? À, hai người sao quá, em đi kiếm muốn chết xong rồi cái nó nằm ở đây. Không tin hai người nữa. Thấy ở đây. Mọi người đớn đau lắm mà trong khi đó mọi người biết không? Sơn Trọng với Hùng tìm lục nguyên cái công viên gần cũng nửa tiếng đồng hồ. Người ta tới, người ta tìm đúng 3 phút. Chưa tới 3 phút nữa, mấy giây rồi người ta dịch cái một lòi ra cái mật thư. Ui, nó đau đó. Càng ngày càng đau quá thiệt. Bữa nay đúng có chưa bước vô nhà chung là thấy là ong trên đầu rồi đó. Đang rất là chương trình là hơi chơi nhiều cú đau à. Má nào đi ngang thì cái kiểu này là chắc chắn với em luôn. Chép đề nè. Con nhỏ nào nó chép đề ở đây nè. Là số 3 là câu C hay gì nè. Còn gì nữa. Tức quá, ở đây có trường học hôm đi mát cô giáo. Chốt lại là 8 người hay 7 người? 7 người, 8 người. 8 người chứ. Là một người nữa mình đi tìm hay là người đó chưa đến? Em không biết nữa. Em nghĩ chắc đi tìm. Mình phải đi tìm quá. Kệ tao đứng thứ 8 kệ. Ê, người xuất chào ta. Có khi nào thằng đứng thứ 8 trên đó không? Phải không? Chàng trai cuối cùng Lê Cao Nhật Duy, 22 tuổi, đến từ Nha Trang, Khánh Hòa, hiện đang kinh doanh online mỹ phẩm. Xin chào mọi người, mình tên là Lê Cao Nhật Duy, hiện tại là mình đang sinh sống ở Nha Trang, Khánh Hòa. Mình sinh năm 99, 23 tuổi. Mình tham gia chương trình này với mục đích là để cho cởi mở cái mối quan hệ của mình ra hơn và có thể thời gian tìm hiểu nếu mà gặp được cái người mà mình mong muốn thì sẽ tiến xa hơn trong chương trình này. Phúc là người mở cửa xe cho Duy, nhưng Khanh lại là người nhanh chân đến xách hành lý. Thì mình ấn tượng bạn Duy. Bạn thứ nhất là
bạn đến sao chưa sao nhất luôn. Rồi thứ hai là không hiểu như thế nào, nhìn vào cặp mắt của bạn có hình như là bạn có một cái tâm sự gì hay sao đó. Không rõ lắm, có một cái nỗi niềm gì á. Để cho mình, nói chung là nhìn vào lại khiến cho mình là như một người muốn khai thác tìm hiểu bạn nhiều hơn. Dạ khoan, cái này không phải em có ý gì nha. Con kiến nè. Chứ ai có ý thiệt nha. Quên nãy giờ nha, xin thưa là em có cái rồi nè. Xin thưa với bạn là nãy giờ tụi tôi đến từ 5 giờ sáng để tụi tôi kiếm mật thư là phải tìm ra bạn, nhưng thực ra là bạn không tới, bạn tới trễ là sao? Là do bút xe từ sớm rồi mà do cái đoạn đường á thì bị kẹt. Thực ra bữa nãy em đâu thấy bút đâu. Xe của chương trình sửa tới mà. Bút mà nào. Đúng rồi. Thêm cái tội đó dối nữa nha, thêm cái tội đó dối nữa nha. Quá Sơn ơi. Thì cũng kẹt xe đứng đón xe chương trình tới là bị kẹt luôn. Bây giờ mình thưởng cho bạn bằng một hình phạt nào đó nè. Thưởng cho bạn một hình phạt phải không? Mà mình trong nhóm mình phạt kỳ quá. Đúng rồi. Để bên kia đi. Nhớ để bên này đi. Để bên đây đi. Ủa mà xác định đúng nhóm mình chưa? Em không biết nữa, biết sao tại 8 người bên kia có 4 người là chung một team rồi. Thôi vậy bà ông vô đây với tụi tôi luôn. Yeah, anh. Biết sao không Sơn? Bên này thì bọn mình hợp với nhau và thứ nhất là cho Duy nhảy sexy dance. Thôi. Có cái trò nào có đàn ông không? Với được không? Với cái cột là anh Khanh. Anh Khanh sẽ làm cột. Sơn đồng ý thì vỗ tay Sơn. Ai đồng ý thì vỗ tay đi. Sơn không có đồng ý thì Sơn làm cái cột. Đấy là mình kiếm cái cột. Em không làm cái cột, ông này đu dãy cột à. Đu dãy cột à. Không biết nhảy không? Bây giờ tôi có một cái đề ý nha. Bây giờ tôi thấy anh Khanh cứ nhìn bạn Duy mà anh Khanh cười hoài nha. Ủa chứ lại khóc em. Bây giờ Duy nói, Duy nói về, Duy nói là Duy không biết nhảy đúng không? Yên tâm, Sơn là giáo viên dạy múa. Vậy thôi Sơn bị phạt thay. Đúng. Hồi nào không có dạy thôi chứ. Tự nhiên cái mình báo lên vậy thì mình phạt thay. Đâu, mình đâu phạt thay là mình sẽ dạy cho bạn những động tác nhảy. Em nhảy thử đi. Thôi bây giờ thị phạm đi. Thị phạm đi, đúng rồi, nở mặt nở mày nha. Ok, kệ cho sợ gì nghe tôi mà. Thánh viện nhà, hoa dâm mục đi anh. Khanh xung quanh đây mắc cỡ là sao? Thôi cái cột khác đi sao? Phi anh ra đây nè Phi. Sao mà không muốn? Anh ra đây làm cái cột đi. Ôi, tại mình không có liên quan, bên này người ta phạt riêng mà. Phi dạng. Ủa tự nhiên mày không liên quan cái lôi anh vô vậy? Thế còn gì nữa? Kể Phi cao. Giờ Phi là cái cột phải không? Phi cao giống như cái cột nè. Giờ cái cột là điểm của mình tới không? Phi đứng yên coi. Trời ơi. Cột không có nói chuyện. Cái cột không có mặt cười. Cái mặt ra kìa. Đi bước. Bước, bước ra đằng trước thấy ông kính là đủ sexy chưa? Không đủ, học trò không có chú ý kìa. Xin lỗi, xin lỗi. Học trò không có chú ý kìa. Team bên này biểu quyết là bạn Sơn sẽ múa thay nha. Đúng rồi. Thôi, đâu có không biết gì đâu. Tự nguyện làm gì hết đất cũng được. Hết đất đi. Mình hết đất đúng không? Ừ, mình ra đây nè. Thôi 10 cái đi. Chết rồi, nó xô ra những cái cần xô rồi. 2. Nó xô ngay cái mặt em luôn á. Sáng sớm. Phải, bận thần phải nha. Phải nha. Bận phải nha. Trời ơi, đổ quét luôn kìa. Mệt chết rồi. Ok thôi, bạn phải. Rồi. Nói chung là em cũng thay gia đình em xin lỗi mọi người bạn. Quỳ luôn á em. Xin lỗi quỳ luôn. Xin lỗi mà quỳ luôn. Dạ không, đâu anh. Đúng, trước mắt là em xin thay gia đình em và gửi gắm các anh tới những cái món ăn của con bạn em bán. Đúng rồi đó anh, Su. Su là tên, đúng, Su là tên của Su. Em cảm nhận được là chị Su chỉ đau ở đây nè. Kệ đi. Em làm đổ quá trời kìa. Cái bộ mặt của bà rớt dưới đất. Anh, làm sao là tim của em là gì? Tim hệ tâm linh. Mình tới đây mình phải cúng đúng mà. Thấy không? Bốn anh có phải đi tìm nhau không hay là bốn anh là gặp nhau trực tiếp? Tìm cực lỗ lắm em ơi, quá chị cực luôn. Kể em nghe đi anh. Nào ngồi ngoài một cái xăng bóng gỗ, trời ơi. Nó nắng một cái không có cái cây để che luôn. Rồi sao nữa? Bốn thằng đi vô gặp nhau thôi. Nó cực là đứng ngoài phòng bóng gỗ, xong rồi rộng cái thang. Cửa, hai người đi có hai cái cửa đi qua đi lại rồi. Xong rồi gặp nhau, gặp nhau. Cái cực. Cực nha. Nắng cực. Ê, bảy. Thì trời nắng mà. Nắng thật sự trời nắng. Anh bảy chỗ nào? Ủa anh suy nghĩ sao bảy? Anh đang nhảy số nha. Anh đang nhảy. Cực. Nãy giờ để ý là nhóm Hoa Dâm Bục tìm ra được mật thư trước, nên mỗi người sẽ có quyền chọn một người trong nhóm Hoa Cúc cho buổi hẹn hò đầu tiên. Bển thắng, bển được chọn. Đúng rồi, bển được chọn. Mình không có.
tụi em đặt đâu ngồi đó, mình chọn người ta mà người ta không đồng ý thì mình... thôi bây giờ anh chọn đi, anh chọn trước cho đó tụi em chọn đi, anh chọn trước đi, anh chọn bạn của em Linh Anh. Ok đi Đồng Hương đi nói chuyện đi, đi cà phê lâu lắm mà mình không đi, không có tâm sự đẩy thuyền quá đi, kéo vào ly anh chọn đi lại em thi Hoa Hồng qua đi của gì mà đi, nghĩa là không cần nhất thiết phải đoạn. Anh Khanh thì chắc là Duy rồi đó, chứ không ai khác đâu. Thấy ánh mắt của anh từ đầu em gạ bạn em cho anh nha. Hai anh với em đi về. Ờ, đừng mắc cỡ gì khùng quá, mắc cỡ hoài. Rồi hai mình đi bán bảo hiểm. Ủa, ok. Anh còn có option này thôi, không có option khác. Ủa vậy em là không phải là lựa chọn của anh đúng không? Không vậy thôi, nói chuyện với cái cây. No, 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 xin lỗi không ạ. Ok. Trời, anh không nghĩ là anh quay đụng gặp em luôn á. Em cũng có nghĩ, em cũng có biết là gặp anh đâu. Trời ơi, mới nãy anh em mới nãy em vừa đang giải cái mặt mã nó nhức đầu rồi quay qua gặp anh nữa. Rồi chương trình cũng he, có một cặp nữa mà không biết ai luôn mà thật sự bây giờ là đón khó lắm luôn. Thì từ từ, tại vì bây giờ mình mới cũng là mới ngày đầu tiên thôi, cũng từ chưa từ em ở bạn có nghĩ ai chưa? Anh cũng có nghĩ một cặp đó, tại vì anh thấy cái cách họ trao đổi ánh mắt á nó khác cái với nhiều người lắm. À anh nghĩ thử bán hoa mà đi chung với shop nước hoa thì ok không? Shop mỹ phẩm. Ừ, anh cũng nghĩ là cặp đó đó. Em cũng nghĩ cặp đó. Ừ, tại vì hai người có cái ánh mắt nó nhìn nó kiểu mà gọi là sao ta, chiều mến nhau lắm. Còn anh gì bên kia? Thấy chưa? Trời ơi, chứ hãy tính ra là hai anh em mình có duyên chứ bộ, cùng quê nè. À, cũng quen biết trước nữa. Cũng được ha. Cùng quê, cùng quận, cùng chương trình. Ba cái cùng mà nói nhất quá tam nha. Thì tính ra là anh với em có duyên với bộ hồi đó. Để coi coi tính rồi, có khi nào cùng nắm tay về không nè. Có khi nào cùng nắm tay về không nè. Lỡ nha. Ừ. Lý do tại sao em chọn, mình chọn đi với Sơn á, là tại vì Sơn, mình thân với Sơn nhiều hơn. Tại vì lâu lắm mà mình với Sơn cũng không có nói chuyện, nên mà khi mà mình muốn đi riêng với Sơn để mình nói chuyện cho hai đứa hiểu nhau nhiều hơn tí nữa. Và mình khi mà mình nói chuyện xong rồi thì mình cảm thấy là Sơn đã chững chạc hơn xưa, dễ thương hơn xưa, nói chuyện cũng điềm đạm và đáng yêu hơn xưa nhiều. Chứ ngày xưa Sơn nói chuyện kiểu wow lắm, có chuyện cộng lóc lắm kìa. Mới nãy cũng có khai thác được là anh Phi cùng quê với Sơn, anh Phi cùng ở cùng quận với Sơn, rồi tham gia cùng chương trình với Sơn. Nói chung là có ba cái mà hợp lý như vậy thì bắt đầu ấn tượng anh ấy trước. Sao anh tham gia chương trình này? Nói chung là cũng muốn đi tìm một nửa của mình, tại vì khá là lâu rồi anh chưa có biết vậy, nhưng bị mất cảm giác á. Mất cảm giác hả? Không phải mất cảm giác mà vậy, nhưng mình bị sợ á. Sao hả? Là mình quên luôn cảm giác quen ai đúng không? Đúng rồi, mình muốn thở đi thử như thế nào. Còn em thì sao? Em thì muốn giao tiếp với lại tiếp cận với trong cái giới mình nhiều hơn. Do xưa giờ ở qua thì em ít va chạm vô cái giới này nhiều, nên em cũng không có biết rõ về nhiều, cũng chưa quen ai hay gì hết. Anh nghĩ là nếu mà em muốn thì vào đây cũng sẽ rất là nhiều mối quan hệ luôn. Thì em là quan trọng tìm mối quan hệ bạn bè, hoặc là nếu hợp thì hơn. Nói chung là phải từ từ mới biết được. Do khi mà quen hay là quyết định cái việc gì đó còn phải hiểu thời gian nữa, chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Đúng rồi, một tuần cũng không đủ. Đúng rồi. Cũng khi nói chuyện thì được một chút thôi, mình cũng chưa hiểu rõ gì lắm về Duy, nhưng mà cảm thấy bạn hiền, thật thà, nhưng mà có nhiều cái thì còn hơi thắc mắc chưa được rõ lắm. Em nhận thấy Duy ở trong cuộc nói chuyện đó hình như là còn nhiều vấn đề chưa thể thẳng thắn nói rõ được với nhau. Bạn còn nhiều cái ngại hay sao, như là mới thì chưa tiếp xúc, chưa có cơ hội nói chuyện nhiều, chưa có thân á, hình như bạn chưa được cởi mở đó. Ngồi đâu mát mát nha. Ngồi đây đi cho nó bụi đời nha. Em cũng thích ngồi cà phê lề đường vậy nè. Anh nhiêu tuổi? Anh này anh già rồi đấy. Hồi nãy anh nói anh 88 á, là anh 34. 33 tuổi. Ờ, 33 là lớn hơn em 11. Em 99 đúng không? Đúng rồi, kêu bằng chú. Bằng cái gái, thích kêu bằng chú đi. Chú. Chú. Ok, như là nhiều lúc cảm xúc á, nó không có nói về cái tuổi nha. Ừ, đúng không? Đúng rồi. Nó nói về cái cảm xúc với nhau thôi. Đúng rồi. Chứ không nói về cái tuổi. Nhưng mà em nghĩ anh thì vô mọi nhà đó. Kiểu lớn cái là hiện tại bây giờ nha, với đang, trẻ đang bây giờ cái trend. Ừ đúng rồi, cái xu hướng á là anh đang vô mọi nhà đó. Nói vậy yêu nhiều chưa? Yêu nhiều chưa hả? Ừ. Người ta nói không yêu thì cũng đúng không? Đúng rồi. Yêu nhiều rồi nhưng mà anh không phải cái tiếp người mà ai cũng yêu.
Là sao? Ta nói giống như ta nói vậy nè, tình yêu đâu phải con đò thôi, bến nào cũng đổ, người nào cũng yêu. À, đúng không? Đụng người thì mình yêu thôi. Có gặp anh Phúc và nói chuyện nhiều hơn tất cả các thành viên còn lại, thì bày tỏ quan điểm này nọ cái kiểu luôn, và hiểu về anh Phúc thì hiểu nhiều hơn hơn 6 bạn còn lại. Dạ, thấy chồng rồi ở trên chương trình Come Out. Một buổi tối nào em đang nằm trong nhà thì em cũng nhận một cái dòng tin nhắn. Tôi đi ngang khúc nhà của mấy người cắt nước, tôi không dám ghé lại uống nước. Ở trong đồng trong ruộng nước dơ không à. Ở trong đồng trong ruộng nước dơ không à. Cảm giác như thế nào? Thôi đi xem. Cũng như đồng cảm hay là thằng này nói chuyện gì đó, tôi thấy nó không có hợp lý gì hết, không logic gì hết. Hay là thấy bình thường hay như thế nào? Nhưng mà nói thật lòng nha. Cứ nói thật lòng chứ. Thấy thương thương tội tội. Thôi thương thôi đừng tội nha. Thì đó thì vậy mới tại kêu là sợ cảm giác mà thương hại lắm. Không phải là thương hại mà giống như kiểu là mình thấy thương bạn đó vậy. Hoàn cảnh bạn đúng không? Thương. Đúng rồi, thương. Nên sao bạn đó kiểu ngây thơ. Kiểu ngây thơ vậy. Rồi hiền quá vậy. Thì vậy thôi, với lại ngoại hình cũng dễ thương nữa. Ok, cái này thì duyệt nha. Duyệt quá. Thật ra tại vì mình suy nghĩ thì mấy cái chuyện đó mình chưa từng kể với ai hết. Mình lên được chương trình mình kể ra thì mình thấy thoải mái. Thật ra bây giờ khi mà mình tham gia cái chương trình này á, không phải là mình xác định là vô đây mình chắc chắn mình sẽ rước được về một người yêu. Nhưng mà kiểu như là mình thấy mình có một cơ hội để mình mở lòng. Chính xác. Thì Duy cũng mở lòng mà. Chứ mấy năm, thật sự là mấy năm rồi, nhưng không có khó bắt đầu một cái mối quan hệ về tình cảm với người nào hết. Thì bây giờ cứ mở lòng đi, cứ... Đang mở lòng toạc ra luôn nè. Đang luôn hả? Ghê quá vậy. Sợ mấy bạn kia nghi ngờ là mình là cặp đôi bí ẩn thôi. Ủa tự nhiên đâu có ai hỏi đâu, phải chứng minh. Anh chung nghề với anh này, chung công ty. Ủa? Chắc sao chung công ty mà ủa với nhau vậy? Nó có nhiều cái húp lắm. Tôi với anh này không phải là cặp đôi bí ẩn nha. Không hề luôn á, nhột á. Nhột quá vậy. Không, mình phải nói trước. Sợ gì hả? Sợ mọi người biết mình có người yêu rồi không có cơ hội nữa hả? Mình phải nói trước. Thì mọi người mà nghĩ mình là cặp đôi bí ẩn cũng tốt. Sao vậy? Được dịp mình làm cặp đôi luôn. Được dịp mình làm cặp đôi luôn. Wow. Why not, đúng không? Cái gu của Duy Anh là như thế nào? Da trắng mặt xinh, trung tình dễ bảo. Về ngoại hình nó có nhiều thứ đúng không? Để mình có thể quen, tìm hiểu, yêu nhau. Nhưng mà về ngoại hình thì anh hay ấn tượng với bạn nào mà da trắng, mặt kiểu xinh xinh, dễ thương. Duy Anh không... Duy Anh thích và bị ấn tượng với những bạn nào mà mặt tự nhiên, dễ thương. Mặt tự nhiên. Ok, mình hoặc là sữa nhưng mà vẫn kiểu nó tự nhiên á. Thì không, nhưng mà cái này tự nhiên nha. Mình chỉ cho nó vô ngoặt kép để mình nhớ dễ nhớ sao thôi vậy? Để cuối chương trình là... mà ví dụ có kiếm bạn nào mà không tự nhiên đi là mình quay lại câu chuyện này nha. Là tự vả mặt mình đúng không? Rồi, nhớ giùm tôi nha. Mình đang có một cái sự cảm mến với cái cuộc nói chuyện đầu tiên với lại bạn Duy Anh. Thì đó là cái suy nghĩ đầu tiên của mình. Tại vì mình thấy các bạn có cái sự chín chắn. Bề ngoài thì các bạn cũng có hơi ngông ngông tí xíu, nhưng mà ở bên trong thì bạn cũng có một cái sự chín chắn nhất định, làm cho mình cũng thấy an toàn khi ở bên bạn. Từng những cái cử chỉ nhỏ nhỏ mình cảm thấy mình thích vậy thôi. Mình thấy trọng rất là thật thà luôn. Và mẹ rất là hiền, có một cái sự chân thành. Thì và ngoài hình mẹ rất là dễ thương. Cách nói chuyện cũng rất là biết cách nói chuyện, giao tiếp, quan tâm đến người khác. Ngày hôm nay, ngôi nhà chung sẽ có một món quà đặc biệt dành cho nhóm Hoa Cúc. Bên trong sẽ là gì? Thử thách. Đây nhận nha. Các thành viên đội Hoa Cúc sẽ có một đặc quyền hẹn hò với một người bạn mong muốn của đội Hoa Dâm Bụt. Hãy ghi tên mình và tên người bạn muốn hẹn vào lá thăm kính. Ban tổ chức sẽ sắp xếp theo yêu cầu của bạn. Yêu cầu những bí mật tuyệt đối.
Vậy là các thành viên nhà Hoa Cúc đã được tạo điều kiện để tiếp xúc nhiều hơn với người mà mình muốn hẹn hò. Liệu trong tâm trí họ đang nghĩ tới ai? Và để chào đón các thành viên Boys Love lần này, ngôi nhà chung đã chuẩn bị một bữa ăn gia đình vô cùng thịnh soạn và ngon miệng. Từ đây, các thành viên sẽ bắt đầu để ý nhiều hơn về cặp đôi bí ẩn. Nhìn đi nhìn lại, nhìn mặt của anh Phúc với lại Mạnh Hùng cũng có số phu thê lắm. Trời ơi. Nhưng mà sao chậm cứ nói Phúc với Hùng hơn Phúc. Mặt này với mặt này rất là giữ cái nét phu thê nha, hai người tròn tròn á. Đây mới là cái phu thê nè. Hùng đang ngụy trang đó, Hùng là top đó. Em đã giấu, em đã nói là giấu rồi mà. Bí ẩn. Về cái suy đoán ai là cặp đôi bí ẩn á, thì ngay từ đầu luôn, thì khi mà biết cái profile của tất cả mọi người thì em nghi là Duy. Cái profile của Duy quá đặc biệt để mà vào cái chương trình này. Cái thứ hai, cho buổi ăn cơm trưa thì em lại bắt gặp ánh mắt của Trọng dành cho anh Phúc khá nhiều so với tất cả những người còn lại. Ăn đi Trọng, sao nhìn Phúc vậy? Muốn ăn cái món gì bên anh mà phải nhìn anh. Ăn anh. Ôi ai? Ôi trời. Thì ăn đồng loại không vậy? Hả? Không, anh nói giùm, anh đọc tư tưởng cho em chứ mà. Rất là hay. Không có đâu, nghe nhiều khi đâu câu nói đó, anh đọc tư tưởng giùm chứ thật sự anh đang nói cho anh rồi. Thôi nói mai gu. Rồi, thí sinh 242 nói chuyện nhiều lên em. Ăn quá. Quá ăn luôn. Bây giờ là nói đi em, ăn lấy sức nha. Cái người được mệnh danh là đôi đuổi vàng là không biết như thế nào, thời gian dài như thế nào. Nhưng mà bây giờ thời gian đầu là thấy cái đôi đuổi vàng là ca sĩ Lâm Hùng là thấy đứng đầu rồi đó. Không có ai. Tiếp theo là nam danh ca Ngọc Sơn, được mệnh danh là ủa ta đã đủ. Trời ơi, vừa nghe con em xong là con chị nghiêm miền. Nói nghe nè, nội mà cái cục đó là gà bên dĩa đó là nó quất hai cục rồi đó. Xa nha, cái này là do bên này để qua nha. Sơn ơi, có để ý là nãy khi mà anh Phi ấy ngồi chung với Sơn á, anh Phi không nói chuyện luôn trên xe. Thì bây giờ anh Phi mà được ngồi chung với lại Duy nói không lo. Anh với Sơn nãy đi chơi, anh với Sơn đi riêng là hai tụi anh nói nhưng gì? Mà em cảm giác trên xe là anh ngồi dưới lại Sơn á. Tôi cũng thấy là hả, khi mà người ta gặp được Rush người ta hay thể hiện đó. Đúng rồi. Rush ghê với cái chữ Rush nhấn vậy. Rush mấy đứa mà phải là tiếng Anh đó, tiếng Anh như gió kiểu mà Rush rồi đó. Là thường là những người xung quanh hay bị dính nước miếng luôn. Thôi anh được đánh chống lại. Đúng rồi đó. Mình hơi bị thẳng tánh thì mình để ý hay là mình nói thẳng, mình để ý bằng Duy. Tại vì mình cũng biết bằng Duy từ trước. Hồi giờ có bao giờ nấu ăn chưa Hùng? Rồi nấu hoài. Anh Phi là chắc nấu ăn nhiều đúng không? Cái nhìn là biết luôn thấy không? Hay quá ha. Ủa chứ người yêu anh thì hồi xưa nếu mà anh có người yêu nha, anh muốn người yêu anh là ở nhà nấu cơm hay là đi làm? Anh. Hay là em đang hỏi ai? Hỏi anh, nói anh á. Chứ anh, tụi em là làm gì muốn gì được. Đó người yêu anh là vừa đi làm mà vừa ở nhà nấu uống. Ôi vậy chung người yêu giống tiện tì quá. Không, quan trọng là anh muốn kìa, anh muốn làm sao chứ. Ừ một cái thôi. Cái thôi, cái tôi anh đâu, cái tôi anh phải cao lên. Ừ. Không, hồi đó là cái tôi anh cao lắm nhưng mà giờ cái tôi anh nó thấp lắm. Em anh không thích cái tôi mình quá cao. Nên vậy. Tại vì cái tôi mình quá cao thì mình cũng giảm hồi ấy vậy. Là bây giờ là anh thích một mẫu người yêu như thế nào á? Ừ, là, ý em là anh vậy luôn á. Là có kiểu là... Như em á, như em á. Hai em lận. Chị Di á, chị Di á. Ừ, nói chuyện Mạnh Hùng ngủ đi em. Dựa vào vai của anh Phi ngủ kìa. Nó bấm nhìn đầu nè. Dựa ngược đây nè. Không có cái thế đó ngộ nó không chơi. Có ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu. Gì? Gì cho mỏi cổ. Đứng chờ người ngược ra, đụng cái đầu vô người anh Phi là được rồi. Gu người yêu của Hùng là như thế nào Hùng? Em á hả? Biết điều là được. Biết điều là như thế nào mới gọi là biết điều? Lo toàn bộ cho mình hay sao? Không, cái đó là nuôi rồi, không có đẻ ra mà ai không rảnh mà nuôi mình đâu. Ờ, đó là khuyết tật. Ừ. Em biết điều ở đây là biết thế nào là đủ ấy, nhất là trong cách cư xử. Là thích những cái người dịu dàng, nhẹ nhàng đúng không? Lắng nghe đúng không? Ý là biết cái khúc nào cần cư xử như thế nào là được. Cũng khó ha. Quen nhau là nhường nhịn này nọ thôi chứ không có ai hoàn hảo mà hiểu hết được quan đâu. Quan trọng là những cái không hoàn hảo của họ mình. Còn em thấy mày đã quen nhau mà không nhường nhịn ra được á thì nắm đầu cũng lộn nhau đi xong rồi làm quà. Đúng không Di? Chắc không, vậy, chắc không. Vậy. Đối với em, người yêu em xưng mày tao một câu thôi. Không nghe, anh nói rồi. Là anh cũng đặt rất là đặt nặng em cái đề đó nha. Mày tao anh không thích xin từ mày tao trong cái chuyện tình cảm nha. Anh vậy là đâu có đúng em đâu. Là em, là tôi là tôi. Có những tôi. Mối quan hệ người ta thích như vậy để gần gũi thôi. Tùy người, vì người thích xưng mày tao vậy vui, nhìn họ đã dễ. Cái cách xưng hô nó không có quyết định gì hết trơn. Nếu mà nếu đặt là mình thì mình lại không thích điều đó. Chắc tại em dễ tổn thương, em mong manh. Ôi, em mong manh như... mặt bây giờ em mong manh giống cái tên của em.
danh để thành tích để tích lũy tự do lắm ha. Đã đủ chín chắn rồi, mình không lẽ bây giờ cứ ràng buộc người ta suốt ngày ở gia đình quen nhau đi mà mình bắt buộc người ta ở bên mình suốt, không cho người ta làm cái này làm kia, người ta cũng có phần không gian riêng, có bạn bè nữa, mình đâu có phải mà bắt buộc người ta phải theo cái ý mình đó. Nếu mà tính mình như vậy là cái đó mình gia trưởng rồi, đúng không? Vậy là anh muốn người yêu anh đi làm nhiều hơn, anh ở nhà sẽ giam giang, hoặc là người yêu ở nhà buôn bán thì lúc đó cũng ở gần mình, buôn bán thì cũng có thể ra đường bán được. Nhưng mà đường bán livestream ở nhà ta an đúng rồi hơn, ra đường bắt chồng mất vợ rồi sao? Tao không cho livestream mình có thể bận mất được. Quan trọng là mình thôi nha, hồi giờ nha, theo tôi nghĩ nha, là yêu nhau á là tự mình trong lòng mình thôi, giờ cỡ nào cũng mất được hết trơn, nằm sát bên vẫn ngoại tình được. Tao em nghĩ nha, mới xịn luôn. Chung thủy là một sự tự giác. Đúng rồi. Đúng rồi. Ngoại tình là một sự tự do. Ngoại tình là một sự đam mê. Ngoại tình là sự lựa chọn. Sự tự do. Quan trọng là có chọn ngoại tình hay không, chứ không được mà. Với lại cho tình yêu á, người ta nói vậy nè, mình phải hâm nóng lại như kiểu lâu lâu cái hai đứa kiếm chuyện gây lộn nhau một cái vậy đó. Ồ cái đó là chia tay luôn đó. Chia tay cái đó là nói gì phải chia tay, cái đó là do mình thôi. Hâm nóng mình có thể đi du lịch này nọ, từ hâm nóng mới cãi nhau. Mình có thể hâm nóng bằng tình yêu thương mà, chứ đâu phải hâm nóng bằng dao búa kéo. Em thấy là em với anh Phi nói chuyện không hợp, em thấy không có match được với nhau. Hoặc cũng có thể là do mới nên chưa hiểu được. Và em có để ý thì anh Phi có vẻ thích Duy. Anh Phi nãy giờ hơi trầm. Quan tâm. Đã, chị em nói chuyện đi, anh biết nói gì vậy? Anh đang giữ kẻ. Giữ kẻ với bà. Biết đâu hồi nãy là cái đòn đánh lạc tâm hướng chương trình, biết đâu bà với ổng là cặp đôi bí ẩn làm sao? Đúng không? Dạ. Không, cặp đôi bí ẩn là tôi với anh Sơn mà. Hai bà chơi ô môi luôn. Tôi với anh Sơn. Cậu đâu bí ẩn lắm, không biết ai tụi anh tới quay boss luôn mà. Nhưng mà tự nhiên Khanh nhõng nhẽo nha. Tức cái tập nhõng nhẽo đó kìa, như con gấu nha mà. Người ta không, mình không được nói vậy là thành nói xấu với ông đó, là gọi là baby cute, một cái phong cách của người ta so cute. Suga. Top so cute, baby bé bỏng. Người ta thích những cái tông baby đó, top má hồng nó sẽ baby một xíu. Nên thụ cũng có những là cường thụ nè, tiểu mỹ thụ. Những cái thụ nhiều thụ thì top mình sẽ có. Đại thụ. Sơn là Sơn, mà Sơn là một cây cổ thụ luôn. Mạnh Hùng thì bạn hơi quần áo quá. Thật sự là bạn hơi bị dư năng lượng. Còn bạn Duy thì nếu mà nói về khác biệt giữa lúc trước và hiện tại thì bạn Duy thay đổi rất nhiều nha. Ngày xưa Duy rất ít nói, Duy rất gọi là rất bị trầm tính. Bây giờ là Duy đã cởi mở hơn nhiều, chịu nói chuyện nè, chịu giỡn với mọi người nhiều hơn. Chứ ngày xưa là Duy hạn chế giỡn đó mọi người, và thậm chí là sẽ hạn chế nói luôn á. Bây giờ thì thấy Duy đã ok hơn nhiều, hơn xưa nhiều lắm luôn á. Thấy Duy như vậy chắc cũng hoạt ngôn, cũng nói chuyện được lắm chứ không phải là không nói chuyện được đâu nha. Ở trong phòng anh em vui quá trời. Trời muốn phòng anh chán. Sáng nói hoạt ngôn lắm mà giờ chiều bớt nói lại vậy. Ai? Anh chứ ai? Từ từ thôi, chưa đụng tới cái dây đờn của anh. Có quầy bar đây mà không có một cô bartender để mà nước cho mình. Sao rồi, nửa ngày đây rồi để ý ai chưa? Hay để ý anh Phúc. Phúc nào? Phúc trong chung phòng với anh á. Wow. Sao vậy? Thấy cũng hợp đó. No. Trưa này ăn trưa rồi thấy hợp cả rồi. Hai thằng đàn ông sao còn được. Hai thằng đàn ông sao còn được. Ủa ở đây ai đàn bà anh? Em hiểu ý anh rồi. Em nói chơi thôi chứ em nhìn ánh mắt của anh là biết ai rồi. Ai? Em à? No. Duy. Không, tại vì Duy, cái cảm giác anh nhìn Duy đâu phải là do anh, phải là mình thích hay là như thế nào. Bởi vậy hai đứa đều có dạng như sống nội tâm, nhưng mà mỗi đứa một cái cách thể hiện khác nhau. Giống như là anh nói, anh thì anh lấy cái để nhân, anh nói nhiều để anh che đi cái khoảng đó. Ừ. Còn Duy thì Duy thể hiện ra bên ngoài. Em nghĩ thật ra nội tâm mà ai cũng có một cái khoảng nội tâm riêng hết. Không phải ai mà cứ vô tư đâu, tại lớn hết rồi. Khi mà mấy bạn trong phòng anh hỏi anh là ấn tượng ai, anh nói là bạn Duy, thì khi mấy bạn nói là như vậy như anh thích gì đó, nhưng mà chưa, thật sự chưa. Thật sự chưa. Nói tên Duy mặn mắt anh sáng rực hả? Ủa chứ không lẽ nói phải đượm buồn. Khó quá. Trong khi đợi nhóm đi chợ trở về thì ở nhà chung lúc này Phúc và Linh Anh cũng vừa hoàn thành xong các công việc được giao. Ủa mà anh biết ướp thịt không? Tại không, vì cái này anh không biết làm gì hết nha. Không, nữ công gia chánh không biết làm. Không, no. Anh khiêng thì anh khiêng được. Sự dùng yeah. Sức thôi. Không, cái em thì ngược lại. Ok.
anh bù cho em được á. Thì bây giờ em mới ở bên cái phòng đó là đúng rồi. Anh bù cho em được á, em không có sức đâu. Quan trọng là mình có làm hay không thôi. Thì đó bây giờ mình làm. Thí dụ mình đưa tay lên mình nói liếu thì mình sẽ làm cái việc nó nhẹ nhưng mà nó nhiều hơn mấy cái bạn đúng kinh nặng một chút. Đúng không? Anh suy nghĩ như vậy. Thế thì là hồi đó trong đoàn được cưng lắm, không làm gì hết á. Xu cưng em lắm. Đừng có được cưng rồi bắt đầu cái lứng nha. Yên tâm đi, dễ không có sáng gì em không có lắm đâu, không hề. Biết sao? Lỡ mà bốn người quen người chứ thì người yêu mình nó không có làm được, mình vẫn làm vẫn được. Ừ, đúng chưa? Được. Nói chung là có nhu có cương. Đúng rồi. Anh sử dụng phần cương đi em nhu cho. Anh nhu cho hả? Phúc thích cái tính của Linh Anh nào? Hoạt ngôn hay cái lời nói của họ nói ra, họ có một cái sự chín chắn, biết suy nghĩ trước khi nói. Nên mình nghĩ Linh Anh hiểu được cái cảm xúc của mình lúc đó, mình làm được giống như mình khi một cái bàn. Bạn đó biết mệt nhưng mà nhiều lúc bạn đó khi không nổi. Nhưng bạn đó chỉ cần nói là ok, em thấy nó mệt quá hay là gì. Mình cảm thấy là mình ok, mình khiêng hai ba cái vẫn được. Còn như những bạn khác thì mình nói là sao mình khiêng nhiều cái mình thử, nhưng mà những bạn khác vẫn bình thường. Nhưng mà Linh Anh có cái cảm giác là bạn nó nhạy. Nhạy trong cái tình huống đó. Nhưng mình cảm giác là ok, bạn này có thể mình tìm hiểu được. Nhưng chỉ mới bắt đầu thôi, mình cũng chưa biết nó như thế nào. Em thích đi chơi, thích đến mấy cái chỗ mà giống như là ăn được mấy cái món của nó. Anh thì anh thích đi du lịch. Anh thích đi du lịch để giảm stress của hai đứa để nó mệt mỏi. Đúng rồi. Anh thích như vậy. Còn em là từ đó tới giờ không đi một mình. Có nghĩa là cái gì em cũng phải đi hai. Để cả bản thân đi coi phim nha. Em coi phim là cái phim đó em rất thích đó. Nhưng mà rủ quá trời rủ luôn, không bạn nào đi hết. Không ai đi thì không ai đi. Không, là không đi luôn. Không đi luôn, để luôn. Thì cái đó là em không có tự thưởng cho bản thân em. Cái đó em không biết. Em không có nghĩa là không, cái đó là em ích kỷ cho bản thân em. Tại vì em không có tự thoát ra bản thân em. Giống như là ai không đi cái mình không đi luôn. Nhưng mà phim đó mình rất thích. Không, em không có nghĩa là những mấy cái chỗ đó em không thích ngồi một mình đó. Có nghĩa là em thích ngồi kiểu như này, đang ngồi coi cái kế bên vẫn có thể nói chuyện chút. Còn anh thì anh lại thích nó một mình. Anh thích nhiều lúc đó, hay là tại vì cái anh thế hệ 8X, anh thích nó một mình. Anh thích được sự yên tĩnh, được sự nó bình yên vậy đó. Giống như anh stress không? Anh đi máy bay, anh đi ra ngoài Đà Lạt, anh kêu xe về khách sạn. Cả phải ông khách sạn nó ok, tuyệt vời nha. Để anh check in cho đẹp, thiệt đẹp. Xong rồi anh thuê một bạn xe. Ủa, phải không? Ông Sơn nắm tay qua đường đồ ha. Nắm tay ai? Quá trời giữ nắm tay anh Phúc. Ủa dữ vậy? Nó nhìn kìa. Nó nhìn kìa. Nhỏ em gái nó nhìn kìa. Thật sự là anh Phúc đốn trọn tim của Sơn khúc đó. Bởi vì anh rất là ga lăng. Có những cái việc set up hết tất cả, nào là thảm, nào là than, lò nướng, thì cảm thấy ôi phải công nhận mấy anh rất rất là đàn ông. Thì mình cứ đúng theo chức năng của bản thân, là dựa dẫm vào những người cứng cỏi thì dựa dẫm vào anh Phúc là ok nhất. Nói về cha Thảo liền. Rồi công chúa xuống trước. Thank you. Người đã khiến tiếng em xuống. Người đã khiến tiếng em xuống. Chào hậu chứ. Đi vô. Anh sắp phục cho mấy kìa, anh sắp phục. Thôi, làm cái gì rồi? Ở nhà làm cái gì? Mấy đứa em đi làm quần quật, chị ở nhà chị đâu, đi nước trai. Chị ở nhà chị đâu, đi nước trai. Tại vì các em về ngay lúc đó chứ thực ra thôi, là... Thôi thôi, cơ bản là định mệnh, ông trời cho tụi em biết cái chuyện này. Chị không có giấu được ai. Ngày hôm nay, Khanh xung phong được chỗ tài nấu nướng cho cả nhà. Và ở trên tầng thượng, hai chàng trai là Phúc và Duy Anh đang ra sức tập luyện cơ bắp. Còn các thành viên khác thì đang so kè, thách đối nhau bằng những thử thách rất thú vị. Tối nay có tiệc thì mình làm cái gì ta? Thách, cho thách. Đội nào thắng sẽ thách ngược lại đội nào thua. Một hành động hay thử thách nào đó với bốn người còn lại. Tại vì cái trò này chỉ có bốn người biết thôi. Là bốn tụi mình biết thôi đúng không? Và sẽ thực hiện ngay trong tối nay nha. Rồi ok. Ok, chơi. Ba trái nha. Ê, mỗi lần không có cắt cược em dễ thua lắm. Thật sự thì ở cùng team bông cúc cho nên em không thể nào ra thử thách được cái việc ác này anh làm nha. Anh liệu hồn anh sao đó anh làm. Để anh đóng vai phản diện cho. Nói đi em có ngại. Cho Duy nha, sẽ là tối nay sẽ là nói lời yêu thương ngọt ngào với Khanh.
với anh Khanh đó. Ai? Duy á hả? Duy làm nha, rồi xong về đi chơi. Trời bé, 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 em sao vậy một bé? Một người thôi. Đâu có em, hai người mà. Có phước cùng hưởng mà nạn con chia chứ. Trời, 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 trời. Con bé thì tặng cho anh Phúc một nụ hôn nồng cháy. Ồ, mà hôn đâu cũng được hả con má? Hôn má đi hả? Tình là hôn chán thôi. Thôi hôn chán, thôi hôn chán tình mẫu tử lắm hả? Ok, chơi, chơi. Trời ơi, tự nhiên á. Không, cảm thấy bữa nay là món ăn nó rất là ngon. Có vẻ như trong nhóm Hoa Cúc, Trọng là người đầu tiên sử dụng quyền hẹn hò riêng tư. Và người may mắn được viết tên trong giấy hẹn của Trọng là ai? Đang đi đâu vậy? Đi Trọng. Dạo. Nãy giờ làm bếp mệt rồi, ra đây dạo cho thoáng mát chút xíu vô ăn cơm chứ. Vậy hả? Trưa nay thì mình có nhận được một cái mật thư là mình phải chọn một bạn để nói chuyện riêng. Trong một khoảng thời gian ngắn thì mình đã chọn Duy Anh. Thật ra tại vì buổi sáng nay là Duy Anh là người chọn mình để mà nói chuyện riêng trong cái buổi làm quen ban đầu. Thì mình cảm giác tại vì cái buổi đó bạn chọn mình nhưng mà mình chưa có nhiều thời gian để mình nói nhiều hơn. Thì sau khi mình trải qua được một cái khoảng thời gian ngắn với nhau rồi á, thì mình có nảy sinh một số câu hỏi mình muốn hỏi thêm, cho nên mình muốn gặp lại bạn để mình hỏi cho nó đầy đủ. Chắc là cũng hết một ngày rồi. Ừ. Có cảm tình hay là có cái ấn tượng ban đầu gì với ai chưa? À, cũng có một chút tình cảm. Chỉ gọi là ấn tượng ban đầu thôi nha, chứ chồng không nói tình cảm gì nha. Tại vì cũng... À, không, tình cảm ở đây là nó có nhiều nhiều cảm xúc mà, dạng như là mình thích. Sao né né giống như tôi tấn công tới ở đây né là vậy? Đi cùng, đi cùng. Tại vì chồng thơm quá. Chồng thơm quá. Chồng thơm. Thiệt mà. Nãy giờ nấu ăn là thúi bớt rồi đó, không còn thơm. Yeah, tại vì Duy rất là ấn tượng, Duy rất là thích nước hoa, thích mùi thơm. Nên là người nào thơm thì mình hay, mình thích hưởng giờ còn thơm không? Nãy giờ nấu ăn là thơm mà. Còn hả? Gió nó thổi phía hướng này nè mới thơm. Nhớ nha mọi người ơi. Sao? Sao vậy? Ai thơm thì mới được lọt vô mắt xanh của bạn Duy Anh nha. Sự thật. Cũng may là sáng này á, là không phải chạy bộ hay gì đó. Tới là nó còn giữ nguyên mùi đó, chứ thôi phải hôi hôi là không có cửa rồi. Đầu tiên luôn á, từ buổi sáng lần đầu tiên gặp Trọng và lúc nói chuyện với Trọng thì mình đã hửi thấy cái mùi thơm rất là thơm luôn, cho đến lúc chiều sau khi mình đi làm về mà mình cùng đi dạo với Trọng thì mình lại nghe được cái mùi thơm đó, nên rất ấn tượng luôn á. Thì mình cũng đang có một chút cảm tình, cảm thấy mến với bạn Trọng. Bạn ấy rất là dễ thương, hiền lành, thơm. Ngày nay thấy ấn tượng với ai? Nói về ấn tượng thì nhiều người lắm, mỗi người có một cái ấn tượng riêng. Ví dụ cái người nói chuyện vui như Linh Anh thì mình sẽ ấn tượng về cái vui của Linh Anh. Còn cái sự xéo sắc của anh Khanh thì mình ấn tượng về cái đó. Với anh thì thứ nhất là mình chung công việc, thứ hai là cái cá tính mình cũng đâu đó. Tại vì bình thường á, tính Trọng cũng khó, nhưng mà mình biết chuyển nó thành một cái sự nhẹ nhàng hơn để nói cho mọi người dễ chịu hơn. Với lại hồi chiều này lúc mà nấu ăn nói chuyện với anh Phúc á, là Duy Anh có nói một câu là thích ngực tấn công mong hùng thủ á, là lúc đó Trọng đang đứng ở đó là, nhưng mà thật sự là ý gì vậy? Cái đó là sự thật mà. Vô Duy Anh thì Duy Anh cũng thích bạn nào mà sporty, thể thao gì đó, xong rồi cũng thích thích điều đó thật. Ừ, thích điều đó thật mà. Sau buổi sáng thì nói là thích dễ thương. Ủa, thì khuôn mặt baby, body muscle. Thật mà. Đi. Thôi ngồi đi đi, ngồi đi đi. Tính ngồi đây hả? Ừ. Mà Trọng là một trong số ít người mà cũng quan tâm đến Duy Anh, mà đến từng câu nói luôn á ha. Ừ, cũng có thể là vậy. Mà tại thì thường á, Trọng dễ bị nhớ là những cái nhỏ mà xung quanh mình á. Nếu vậy là chắc cũng sẽ thích yêu một người yêu rất là tâm lý, tỉ mỉ. Ừ. Đúng không? Ừ. Vậy nếu mà lỡ như là cái người yêu của mình mà họ lại không có được khéo léo á, rồi sao? Người mình thích đâu phải là ai cũng hoàn thiện đâu. Trọng không có đặt cái mục tiêu là phải hoàn thiện hay là phải thật sự tỉ mỉ hay gì hết. Trọng chỉ cần một người chịu lắng nghe, với lại mình cho mình cái cảm giác nó an toàn. Chứ còn mình đâu có thúc ép người khác phải làm như thế nào đâu. Hiểu rồi. Cho nên mới có cuộc hẹn này.
Ờ. Là sao cái câu nói đó nó chưa có một cái... Tại mình nói cho nó lan man ra cho mình có thể suy nghĩ được. Tại vì mình không muốn nó quá rõ ràng. Hiểu rồi. Thôi được, cố tình cho nó lan man. Không một cách trực tiếp nhưng mà cũng là một cách gián tiếp cho mình biết là bạn ấy cũng có một cái sự ấn tượng riêng về bản thân mình. Mình cũng rất là cảm ơn về điều đó và mình cũng rất là vui khi mà cái người mà mình cũng đang có một cái cảm tình thì người đó cũng có cái sự cảm tình lại với mình, thì mình cũng rất là vui. Ê, anh cũng trực tiếp là chị trả lời với cái người nào mà mình thấy cần trả lời, còn với cái người mà anh không muốn trả lời là anh sẽ không trả lời đâu. Nhiều khi người ta muốn tìm hiểu mình hay sao thì mình không cho. Ví dụ vậy. Trời ơi. Hiện tại, tại vì bây giờ mình ngoài sống thật, nếu mà mình thấy mình cần phải trả lời cho cái người mà mình muốn người đó biết thêm về mình thì mình mới trả lời. Ý là nãy giờ là hiểu rồi. Ừ. Nghe tiếng gì không? Tiếng thổn thức. Ai kêu nó hay quá chi? Chắc sợ mọi người phải chờ mình đi, ăn cơm đi. Đi vô. Ủa, nhưng mà nhà Trọng là dân Sài Gòn hả? Người Tây á. Miền Tây. Trời, người ta mới tính vụ thôi hả? La khai ra miền Tây. Ủa, bọn mình vậy là chung quê hả? Chồng quê An Giang mà. Ừ, thì anh cũng quê ở miền Tây nhưng mà là Tây Nguyên, Gia Lai. Miền Tây Nguyên. Tây tôi Nguyên. Tính vụ đây là người Tây đây hả? Giờ đưa lên Tây Nguyên luôn. Gia Lai có nhiều cái thú vị lắm. Ờ. Chai phô núi. Đây là chai miền Tây, má đỏ hay hay. Ừ, má đỏ hay hay. Cưng cưng. Trong quá trình mà bạn nói chuyện với mình á thì mình thấy cũng có đặt tình cảm ở trong đó, trong cái lời nói của mình. Mình vẫn cảm thấy Duy Anh là một cái người khá là bụi bặm trong cái phong cách bên ngoài, nhưng mà nội tâm bên trong của bạn á đâu đó cũng có cái sự bốc đồng, nhưng mà nó là một cái điều mà bạn phản ứng ngược lại với mọi người xung quanh thôi, phản ứng tự nhiên thôi, chứ nó không phải là bạn cố tình. Cho nên là mình thấy bạn rất là thẳng thắn. Sau cuộc hẹn, Duy Anh và Trọng đã có cho nhau nhiều hơn những sự cảm mến so với ban đầu. Còn cái nắm tay đầy bất ngờ của Phúc dường như đã đốn trọn trái tim của Linh Anh. Và với hai chàng trai là Phi và Khanh, giờ đây họ đang có cùng một mục tiêu theo đuổi, đó là Nhật Duy.